Xin chào cả Hello, nhà. chào. Chị xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Một anh nói tiếng Việt, một anh nói tiếng Hoa. Mời cả nhà ăn ăn mì chung với hai chồng mình nghe. Hôm nay hai chồng mình ăn mì nè cả nhà. Chị cơ duyên hãnh hoa cho mì. Mì. Mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Đi chung hồi nãy trắng to khoai sườn đó. Ở trong đây mình có để nấm nè cả nhà. Rô mất cho sáu xì đó chứ cho thùng mọc Chưa có phụ tổ. Mình để chung như là cả nhà. Ở trong đây có kim chi nè chứ. Kim chi với lại thịt heo viên chiên, nấm kim chi, nấm kim châm lộn, nấm kim chi. Suyo 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 cái kim chi cây cầu một tiếng hả? Mời cả nhà ăn chung của mình nha. Mình thích ăn nấm lắm. Mình để hai gói mì ở đây nha. Mình để mì này vào nè. Tôi có nói xô xì dĩ kì. Mình để mì, ăn mì này cả nhà, mì này mì Hàn Quốc. Hôm nay mình cho chả kim chi đâu hoa nhé sau của mình Mình có làm kim chi á cả nhà. Chồng hôm mình nay đang giờ quảng thi công rồi mình dùng mai Chồng mình quảng cáo kim chi. Ngon quá. Làm mới về luôn á cả nhà. Tắm rửa. Ui. Khô nước hết rồi anh ơi. Tôi trả để trình dân cụ ra chi chứ vẫn học sửa mà Chồng mình phải ăn vậy đó. Cả nhà bữa nào làm thử đây. Dù chai dù men dù trình dân cụ quay tao chưa vẫn học À, xuyên sư hùng ngô cho là giống như ăn lẩu vậy trời. Lẩu á, lẩu với nạm treo hù vô hay cho sân vô sân vô lẩu á. Mình ăn á, mình ăn cái gì mình cũng thường chỉ chồng mình lắm. Mình nói với chồng mình cái này kêu tiếng Việt, nói tiếng Việt bằng gì gì á. Để mình biết nói tiếng Việt, mình biết nói tiếng của ảnh mà ảnh không biết nói tiếng của mình á. Mình thiệt thòi trong cả nhà. Không còn hồi lại mấy hồi sự kiện hoa chứ cứ chăm sự phong lão dư dụ dính dặn dư dụ tại kim chi à rồi dư khoai Hôm nay hai chồng ăn vừa nói. Chồng nói tiếng Việt, vợ nói ít. Chồng nói tiếng 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 Hoa, vợ nói tiếng Việt. Chồng mình là người Hoa cả nhà ơi, ở Malaysia người Hoa. Có nhiều bạn tưởng đâu chồng mình người là người Mã. À, nếu sửa nếu thăng nó chứ ổ mà chạy đến đến sửa sửa nó sửa ok là hôm cái cơ sư của mình tự giá tự chỉ cho được kim chỉ ăn mì kim chi. ok không sửa giá số một đồng xí của mình chỉ sư phong như sáu sửa cái cơ kim chi giá tự giá được kim chi là hơn là chú ý là sửa cái Bu phong dòng cái phong cái luôn hả? gì OK, chú sẽ cho chúng ta cho theo nguyên liệu, không cần phải thêm gì cả, chỉ cần thêm kim chi thôi, cái theo nguyên Chồng liệu mình là bữa được nay rồi. OK, sau đây chúng ta thay hồ. chồng mình bữa nay hả? Quảng cáo kim chi vợ làm. Mình không có dám xài cái bếp này cả nhà ơi. Mình sợ lắm, bị băng quần áo. Mình không dám bật bếp này lên. Kim chi này á cả nhà mình làm hơi chua để mình hấp cá.
跟椰汁很好吃的。我们客家的。然后我加的金鸡的话，你无论掺什么东西都是很好吃的。如果你不相信，你来跟我订。我们客家的呀。吃了一口，你就每天想起我。我们客家的。Cái mình sắc kim chi mình bỏ vô. Cái mình để miếng nước tương vô là ăn vừa ăn luôn á. Tại vì á, tại vì kim chi của mình làm á cùn nào á. Từ khi họ phân xong rồi đó, chỉ riêng phân cái xe chưa khẩu nào. Kim chi mình làm á, mình niêm hơi mặn xíu á để mình nấu đồ ăn á cả nhà. Mình chuẩn phao men, phao với liêu. Đây là gì mình trái để một cái kim chi ra chi tiền quả quả. Nói á, sao mình làm ngon vậy á, sao mình không làm bán á. Mà mình ăn mình cũng thấy bình thường chứ đâu có ngon đâu ta. Vì chồng mình nói á, tại vì mình nói với chồng mình á, kim chi của mình làm mình để táo nhiều lắm. Cái gì chồng mình á thì nói chung là người bên đây á cả nhà nói cái gì mà ăn cái gì ổ nhất á, người ta khoái lắm. Ăn cái gì mà không thuốc, không để quá chắc này kia, người ta khoái lắm. Quần nào không? Nè, em giao chữ. Hãy giao em à. Sư quán xe này. Wow, hảo sư. Ngon quá cả nhà ơi. Chạy chào cho thằng sữa ra chi. Ồ, tình quá quá. Cái này là gì ta? Hem. Thịt nguội hả cả nhà? Cái này mình không biết kêu bằng gì luôn. Sai to để nó con hả mình thích ăn rau cả nhà ơi, mình chủ yếu mình nấu cái này để mình ăn rau nhiều thôi à, chứ mì á hồi nãy mình để trong đây hai gói mì rồi đó, mình để hai gói mì rồi đó cả nhà mua thử mì loại này ăn thử đi, ngon lắm luôn, mì Hàn Quốc đó cả nhà. Mì này nước nó chua chua cay cay, hợp khẩu vị Việt Nam mình lắm. Số món men là vô số thôi, cái chủ yếu là cho vào cái pháp kim chi cho hợp là. Chồng mình mê ăn kim chi mình nấu mình làm lắm nha. Tại vì á, chồng mình ăn kim chi ở ngoài nó chua lắm cả nhà. Ăn kim chi ở ngoài chua quá chồng mình ăn không được. Với lại da nói chung là quá men rất sức của tao rồi. Mình làm hết hả là mình làm. Sự trong được. Mình ăn hết là mình làm mà cả nhà. Kim chi á. Ngon ghê luôn. Hồi bữa mình có làm kim chi dưa leo cho chồng mình ăn á. Anh thấy giòn rụm luôn. Ngon quá. Chồng mình nãy đổ nước kim chi vô cả nhà nó hơi cay nè. Chứ hồi nãy mình múc là mình để kim chi không à, cải thảo không à. Chứ mình không có lấy nước kim chi. Trời ơi, chồng mình ăn cay hay lắm luôn, chồng mình ăn cay dữ lắm luôn á cả nhà. Hầu sư tao quy chẳng qua. Ăn ngon. Ăn ngon. Ăn ngon à sư. Sư tao hảo sư. Ăn ngon. Ăn ngon kim chi. Kim chi ăn ngon. Phải kim chi ăn ngon. Tại vì á, cái từ bên đây á cả nhà, nói á nó lộn ngược lại. Nó không giống như ăn kim chi ngon ha, đây kêu bạn nó đảo ngược lại nói á cả nhà, cho nên mình nhiều khi mình nói theo cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình á mà mình nói chặt lắc à, mình nói là tiếng Hoa nói lộn á cả nhà,
xúc xích. Xúc xích này là xúc xích thì bên dù chết rồi mà. Ở trong nó có phô mai cả nhà. Ít. Bơ, bơ chứ không phải phô mai. Ngon quá. Mình ăn nóng dở lắm luôn. Mình thích mình ăn nguội à. Hẩm hẩm vậy đó chứ nóng mình ăn không nổi cả nhà ơi. Ngon. Làm mới gì á, đói bụng á. Đói bụng ăn gì cũng ngon chứ hả anh ha. Ha. Đói bụng ăn gì cũng ngon chứ hả. Ăn đi. Biết gì đâu nói. Không biết. Hồi trên ơ xưa sầm mơ tới học xưa. Đói rồi xưa ơ. Ông. Anh đói không? Ăn rồi tới kim chi sẽ học xưa. Nì dù kim chi mê. Qua家 自己做的饼子。Ngon quá cả nhà. Thiệt ngon lắm luôn á. Ăn mì giống như ăn lẩu á. Lẩu mì. Có hai chồng à, ăn gấp đũa vậy không sao. Chứ ăn mà với gì chồng của mình á, gấp đũa vậy là bả la đó. Vì chồng mình khó lắm cả nhà. Bữa nay ăn vậy hả, rỡ ăn không hết rồi à, đâu có để lại được. Mà mình hai chồng mình ăn dữ lắm. Ăn cũng hết hả? Này ăn không có bổ mứa đó nha. Mình ăn đủ khả năng của mình ăn á, mình bỏ vô à chứ mình không có để vô nhiều. Chứ mình không có để vô nhiều cả nha. Chồng mình khó ăn lắm cái nhà chứ không có dễ ăn. Mình á mình ăn chị nghĩ xuất sang không. Mình ăn á cả nhà mình ăn dễ ăn lắm, cái gì ăn được no no qua bữa là được rồi. Còn chồng mình á khó ăn lắm. Ảnh kén ăn á, nói thì nói cũng dễ dễ theo theo ở bên đây á nha, chứ theo mình á chồng mình không có dễ ăn đâu. Thịt heo viên chiên ngon lắm cả nhà. Mình thường mua thịt heo viên chiên về để nấu canh á. Nấu canh rong biển không thì cải ngọt á. Mình ăn thịt nhiều ngán nhưng mà ăn thịt heo viên chiên ăn hoài không ngán. Nóng rồi ạ. Ăn nóng ngon ha. Ngon mà phỏng lử. Đói bụng mà ăn nóng chắc chết.
hai chồng mình á cả nhà, thường á không biết ăn gì á, ăn riết không biết ăn gì á, ưa nấu kim chi nè, ăn gì nè ngon. Mê lắm. Không thì nấu canh kim chi đó. Đậu hũ quá cả nhà. Bồ cô lộ. Chai chứ có kể. Mình no nó cả nhà. Rau này rau ăn sống được cho nên khỏi mở bếp lên cũng được cả nhà. Chồng của mình á hồi đó không biết ăn sống, anh ấy không nấu mà ăn, cái bây giờ anh ăn sống hay đó. Anh chồng của mình á mê cái món thịt kho trứng lắm cả nhà, mà lâu lắm mà mình không nấu món đó cho anh ăn. Tại vì có hai vợ chồng mà nấu mà món đó mà nấu ít đến đâu có ngon đâu cả nhà, nấu nhiều mới ngon. Anh no rồi, bây giờ sao rồi? Anh sẽ con rồi. Bye bye. Thôi video của mình đến đây kết thúc thôi cả nhà. Mình quay với cái chồng mình nói á, quay ngồi ăn hoài á hả, anh ngại anh ăn không có mạnh miệng, thôi mình ngừng video cho chồng mình ăn cho thoải mái một xíu nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha, và nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới về cuộc sống Malaysia của mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye. Bye.